rộng sư si xuệ, nâng răng lý, thi yu trọng, ý xiên chư. Chên yêu mến chào các bạn. Tam tự kinh bài số 10 Rộng sư si xuệ, nâng răng lý, thi yu trọng, ý xiên chư. Rộng sư si xuệ, dung tứ tuế, nâng răng lý, năng nhượng lê thi dữ trọn để ư trưởng ý tiên chi nghi tiên tri câu đầu tiên rỗng sư suệ rỗng sư suệ dung tứ tuế rỗng là khổng rủng tên là khổng dung họ khổng tên dung vào triều đại nhà hán có một người tên là khổng dung là khổng rũng, khổng rũng. Sư, sư là số bốn, là bốn. Suệ, suệ là tuổi. Rũng sư suệ, rũng sư suệ. Câu này có nghĩa là khi khổng dung bốn tuổi. Khổng dung bốn tuổi sẽ làm gì nha? Câu tiếp theo nẫn răng lý nẫn răng lý năng nhượng lê nẫn là nẫn cổ nẫn cổ là có thể răng là lì răng lì răng là nhường nhau còn lý lý là lý sự lý sự lý dự là trái lê nẫn là nẫn cổ là có thể Răng là lì răng là nhường nhau lý là lý dự là trái lê nẫn răng lý nẫn răng lý đã biết nhường quả lê to cho anh ăn Khổng Dung mới có 4 tuổi thôi mà đã biết nhường lê cho anh trai mình rồi câu tiếp theo. Thi dữ trọng. Thi dữ trọng. Để ư trưởng. Thi là cung chinh. Cung chinh là cung kính. Dữ là tuổi là đối với. Trọng. Ở đây có nghĩa là Xương trọng xương trọng là anh hoặc là chị Thi dữ trọng Thi dữ trọng Nghĩa là hành động cung kính tôn trọng người anh của khổng dung Câu tiếp theo Ý xiên chư Ý xiên chư Nghi tiên tri Ý là Yên gai yên tăng nghĩa là nên hãy lặp lại nhé yên gai. yên tăng là nên còn từ xin 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 này có nghĩa là suy xin suy xin là đầu tiên là trước tiên chư chư nghĩa là chư tao chứ tao là biết y tiên chi, y tiên chi. Câu này có nghĩa là đó cũng là điều chúng ta khi còn nhỏ nên biết đầu tiên. Rộn sư tuy, dung tứ tuế, nẫn răng lý, năng nhượng lê, thi dữ trọn, để ư trưởng, y tiên chi, nghi tiên tri. Bốn câu này có nghĩa là Hãy bắt đầu bằng việc tôn trọng và yêu thương anh chị mình, đồng thời vun đắp tình yêu thương của chính bạn đối xử với người khác bằng thái độ thân thiện, bạn không nên quan tâm đến lợi ích cá nhân, chỉ khi đó bạn mới được người khác tôn trọng và chào đón và bạn sẽ cảm nhận được cảm giác ấy. Qua bốn câu trên đã cho chúng ta biết Khổng Dung mới chỉ có 4 tuổi mà đã hiểu được sự tôn trọng và yêu thương anh trai mình và biết nhường quả lên lớn cho anh trai. Đó là sự tôn kính và tôn trọng và yêu thương anh trai. Bây giờ trên này sẽ hướng dẫn các bạn phát âm từng chữ và nhìn dấu nha. Câu thứ nhất Rộn sư xuệ Rộn sư xuệ rỗn này là thanh thứ hai sư là thanh thứ tư nhấn mạnh sư cũng là thanh thứ tư nhấn mạnh sui hai từ này chúng ta không uống lưỡi đọc là sư sui sư sui không uống lưỡi nhé chỉ có từ rỗn rỗn là uống lưỡi rỗn và tới câu thứ hai nẫn răng lĩ nẫn răng lý nẫn thành thứ hai răng thành thứ tư nhấn mạnh răng răng lý lý thành thứ hai nẫn răng lý tới câu thứ ba thi dữ trọn thi dữ trọn thi thành thứ tư nhấn mạnh thì dữ thanh thứ hai chọn thanh thứ ba chọn thì dữ chọn thì dữ chọn câu cuối cùng ý xiên chứ ý xiên ý thanh thứ hai xiên thanh thứ nhất chúng ta đọc ngang ngang Chư cũng là thanh thứ nhất, chúng ta đọc ngang Các bạn lưu ý, từ chư, uống lưỡi nha. Chư, chư, chư. đọc giống như bến tre chữ y y Bài học tam tự kinh số 10 của cha này đến đây tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tam tự kinh tiếp theo nhé. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha để sớm nhận được video mới nhất của cha này nhé.